kết nối tri thức. Quý vị và các bạn thân mến, Đại tướng Chu Huy Mân sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống văn hóa và đấu tranh cách mạng, được chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng nguyện ái quốc Hồ Chí Minh soi đường. Đồng chí sớm xác định tinh thần và quyết tâm sẵn sàng đối diện với những thử thách khó khăn trên con đường cách mạng. Trong chương trình Kết nối tri thức hôm nay, Ngọc Thật xin giới thiệu đến quý vị cuốn sách Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Cuốn sách tập hợp các bài viết hồi ký của các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước, các đồng chí lão thành cách mạng, những tướng lĩnh sĩ quan quân đội, ôn lại những kỷ niệm một thời chiến đấu, hoạt động và công tác cùng đại tướng. Quý vị và các bạn thân mến, đồng chí Chu Huy Mân, tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ngày 17 tháng 3 năm 1913, trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên, nay là xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Đồng chí có bí danh Vũ Chân, Lê Thế Mỹ, Trần Thanh Lạc, Hồ Thanh Châu, Hai Mạnh, Thao Chăng. Tuy có nhiều tên gọi và bí danh khác nhau, nhưng cái tên Chu Huy Mân mang ý nghĩa Huy trong sáng, Mân là ngọc, đã theo đồng chí đến trọn đời. Tiếp thu truyền thống văn hóa yêu nước của quê hương, đồng chí sớm giác ngộ và tham gia hoạt động cách mạng. Cả cuộc đời rèn luyện, chiến đấu, công tác trên nhiều cương vị khác nhau, đồng chí Chu Huy Mân luôn nêu cao phẩm chất cao đẹp và có nhiều cống hiến đối với sự nghiệp cách mạng của đảng ta, nhân dân ta và quân đội ta. Năm 1929, khi mới 16 tuổi, đồng chí đã giác ngộ lý tưởng cách mạng, tích cực tham gia các phong trào yêu nước ở quê hương. Cuối năm 1930, khi mới 17 tuổi, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Đồng chí dũng cảm chiến đấu trong các đội xích vệ, tự vệ đỏ, cùng với đồng đội kiên quyết chống sự đàn áp khủng bố của địch và ra sức bảo vệ những cuộc đấu tranh chính trị sôi động của quần chúng nhân dân trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh từ năm 1930 đến năm 1931. Mặc dù bị địch quản thúc, đồng chí vẫn bí mật hoạt động, tích cực xây dựng cơ sở cách mạng, được tổ chức tín nhiệm giao làm bí thư chi bộ xã, bí thư phân huyện ủy huyện Hưng Nguyên. Trong thời kỳ hoạt động bí mật từ năm 1937 đến năm 1940, đồng chí bị địch bắt giam nhiều lần ở nhà lao Vinh. Đến năm 1940, chúng bắt giam đồng chí ở các nhà tù Đắc Lây, Đắc Tô, Kon Tum. Đồng chí đã nhiều lần cùng đồng đội vượt ngục tìm bắt liên lạc với tổ chức đảng. Đó là những năm tháng đồng chí được tôi luyện ý chí, bản lĩnh cách mạng kiên trung, lòng yêu nước nồng đàn, trung thành tuyệt đối với đảng, với tổ quốc và nhân dân. Đầu năm 1943, sau khi vượt ngục an toàn, đồng chí về tìm bắt liên lạc với đảng và hoạt động cách mạng ở Quảng Nam, được phân công làm phó bí thư tỉnh ủy Quảng Nam. Sau khi tham gia lãnh đạo cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Quảng Nam thành công trong cách mạng tháng 8 năm 1945, do yêu cầu của tổ chức, đồng chí được điều động sang làm chính trị viên tỉnh đội Quảng Nam. Cuối năm 1945, đồng chí được Trung ương Đảng điều ra Huế giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quân chính khu C, gồm 4 tỉnh Bắc Trung Kỳ, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, chính trị viên mặt trận đường chính Đông Hà, Sava Nakhet. Đồng chí Chu Huy Mân có công lớn trong việc vận động tập hợp quần chúng, xây dựng phát triển lực lượng cách mạng ở địa phương, xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng từ ngày đầu thành lập nhà nước dân chủ nhân dân non trẻ. Chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đảng điều động nhiều cán bộ chính trị ưu tú vào hoạt động trong quân đội. Đồng chí Chu Huy Mân là một cán bộ trong số đó. Như một thiên mệnh, cuộc đời cách mạng của đồng chí gắn bó với cuộc đời binh nghiệp quang vinh qua những năm tháng chiến đấu khốc liệt ở miền Trung Tây Nguyên trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. Từ chiến trường khu 5 cuối năm 1946, đồng chí được điều ra phía Bắc để xây dựng các trung đoàn chủ lực, lần lượt đảm nhiệm các chức vụ trung đoàn trưởng, bí thư trung đoàn ủy, chính ủy các trung đoàn 72, 74,
174 ở vùng Cao Bắc Lạng 1947-1949. Chỉ huy các trận đánh trên đường số 4 rồi giúp cách mạng Trung Quốc trong chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn. Tháng 5 năm 1951, đồng chí làm phó chính ủy, sau đó làm chính ủy, bí thư đảng ủy đại đoàn 316, lãnh đạo chỉ huy đại đoàn, tham gia nhiều chiến dịch, đánh thắng nhiều trận quan trọng, đặc biệt là trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đại đoàn 316 đánh trận mở đầu, tiêu diệt cứ điểm Him Lam ngày 13 tháng 3 năm 1954, khai hỏa trận đánh đồi A1, tham gia trận đánh quan trọng cuối cùng, bắt sống tướng De Castery. Năm 1957, đồng chí được giao giữ chức chính ủy quân khu 4. Năm 1958, đồng chí được phong quân hàm thiếu tướng, làm chính ủy quân khu Tây Bắc, kiêm bí thư khu ủy Tây Bắc. Năm 1961, đồng chí là tư lệnh kiêm chính ủy, bí thư đảng ủy quân khu 4, góp phần xây dựng hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn. Trong kháng chiến chống Mỹ, đồng chí Chu Huy Mân đã cùng tập thể khu ủy, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu 5 luôn nung nấu tìm mọi cách đánh để giành thắng lợi, bộ đội ta giảm bớt thương vong. Với tài năng quân sự và nhãn quan chính trị sắc sảo, đồng chí Chu Huy Mân luôn có những dự đoán và phát hiện những vấn đề nảy sinh trên chiến trường để xác định cách đánh phù hợp. Theo đồng chí, bộ đội chủ lực không thể phân tán, đánh nhỏ, đánh tiêu hao, mà phải tác chiến tập trung quy mô thích hợp, đánh tiêu diệt từng đơn vị địch, có cách đánh phù hợp với chiến trường, bảo đảm càng đánh càng mạnh, càng đánh càng thắng. Quán triệt tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng về chiến tranh nhân dân vào thực tiễn chiến trường, đồng chí Chu Huy Mân chỉ đạo lực lượng vũ trang cách mạng thực hiện phương châm kết hợp đấu tranh quân sự với đấu tranh chính trị, đánh địch bằng hai chân, ba mũi giáp công trên cả ba vùng chiến lược. Bản thân đồng chí luôn bám sát thực tế chiến trường để kịp thời hướng dẫn chỉ thị cho các đơn vị, các địa phương, tăng cường phối hợp chiến đấu. Trước mỗi trận đánh, mỗi chiến dịch, đồng chí thường xuống các đơn vị, trao đổi bàn bạc dân chủ với cán bộ chiến sĩ để tìm ra cách đánh Mỹ. Mặt khác, đồng chí cùng các đồng chí lãnh đạo quân khu 5 chú trọng xây dựng cho từng đơn vị giỏi một chiến thuật, sở trường và đánh tốt các chiến thuật khác. Đồng chí thường xuyên nhắc nhở cán bộ trung cao cấp, ta đánh để lấy miếng, tuyệt đối không đánh để lấy tiếng. Đánh thắng mà bộ đội thương vong cao, ta nghĩ gì về xương máu bộ đội? Và phê phán nghiêm khắc tư tưởng, đánh tiêu hao, đánh theo kiểu gấp gió thành bão, tìm chỗ ngợp một vài tên địch để lấy thành tích. Trong chỉ đạo tác chiến, đồng chí luôn quán triệt tư tưởng, chiến lược tiến công, lấy ít địch nhiều, phát huy sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng, giành thắng lợi cả về quân sự và chính trị, giữ vững thế chủ động chiến lược. Đồng chí Chu Huy Mân đã góp phần phát triển nghệ thuật quân sự, đặc biệt là nghệ thuật chiến dịch tổng hợp, gồm hai lực lượng, chính trị, đấu tranh chính trị, binh vận, quân sự, ba thứ quân, là đỉnh cao của chiến tranh nhân dân ở khu 5. Kết hợp đấu tranh hai chân, ba mũi là một trong những phát triển sáng tạo rất độc đáo và nổi bật của chiến tranh cách mạng Việt Nam. Trong đó có sự đóng góp của đồng chí Chu Huy Mân. Hơn nữa, trong điều kiện phải lấy ít địch nhiều, đồng chí Chu Huy Mân luôn coi trọng sự kết hợp chặt chẽ các yếu tố lực, thế, thời, mưu để đánh địch, buộc địch phải đánh theo cách đánh của ta. Cách đánh vây điểm, diệt viện, nghi binh, lừa địch được đồng chí vận dụng rất sáng tạo, mang lại hiệu quả cao. Tài năng quân sự của đồng chí Chu Huy Mân đã góp phần quan trọng cùng tập thể quân ủy, quân khu ủy và bộ tư lệnh quân khu 5, lãnh đạo quân và dân ta lần lượt đánh bại các chiến lược, chiến thuật của địch. Khu 5 là địa phương đi đầu diệt Mỹ với những chiến công vang dội như núi Thành, Vạn Tường. Khu 5 cũng là chiến trường đồng chí đã tham gia chỉ đạo xây dựng thành công vành đai diệt Mỹ, một hình thức đánh giặc độc đáo, sáng tạo của chiến tranh nhân dân Việt Nam. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi các chiến dịch tiến công tổng hợp Ba Gia 1965, Sa Thầy 1966, Mậu Thân 1968, Bắc Bình Định 1972 và đòn tiến công chiến lược giải phóng Huế Đà Nẵng trong đại thắng mùa xuân 1975, góp phần cùng quân dân cả nước đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Có thể khẳng định, bản lĩnh kiên cường, trí tuệ sáng tạo với những phát kiến rất độc đáo, mang tính đột phá chiến lược trong lãnh đạo xây dựng, phát huy thế trận chiến tranh nhân dân, phát động quyết tâm đánh giặc toàn dân
của đồng chí Chu Huy Mân cùng các đồng chí trong Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Đảng ủy Mặt trận Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu. Nội dung các bài viết trong cuốn sách Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng đều rất giản dị, chân thành, ghi lại những công lao đóng góp của Đại tướng Chu Huy Mân đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Cuốn sách cũng giới thiệu một số bài viết chọn lọc của Đại tướng trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng nhằm giúp bạn đọc có thêm tư liệu, nghiên cứu và hiểu rõ hơn nhân cách cũng như công lao của Đại tướng. Quý vị có thể tìm đọc quyển sách Đại tướng Chu Huy Mân, nhà chính trị quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng tại Thư viện tỉnh Tây Ninh. Và đừng quên theo dõi chương trình Kết nối tri thức do Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh phối hợp Thư viện tỉnh Tây Ninh thực hiện, được phát trên kênh FM 103.1 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh vào lúc 6 giờ 45 phút, 7 giờ 40 phút, 20 giờ 30 phút hàng ngày, đăng tải định kỳ trên hạ tầng fanpage Tây Ninh TV Media, hạ tầng YouTube Truyền hình Tây Ninh, phát thanh Tây Ninh TV Audio và các hạ tầng của Thư viện tỉnh Tây Ninh lúc 21 giờ mỗi ngày, với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người có thể tiếp cận và cập nhật được những thông tin tri thức phù hợp, hữu ích cho cuộc sống. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn vào ngày mai. Thân mến, chào tạm biệt.